chào tất cả mọi người và các bạn em. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc mini 01 múc tém cái bờ nha các bạn. Bờ bự múc cho nó nhỏ lại nha. Đó là xe cuốc múc xong rồi em chiều qua nghe các bạn. Đó, chạy tới múc tới đó các bạn ơi. Múc cái bờ này có chuột cái này các bạn. Đó, vào nha. Vào cho thấp xuống rồi. Xe cuốc này là của chủ đất luôn nè. Muốn có tém cái bờ cho nhỏ, bờ nó bự lắm rồi các bạn. Chuột chắc là nhiều nha các bạn. Mình quay hết video này rồi mình bắt chuột nha. Bắt đầu vào nè các bạn ơi. Động động gì đó cái chuột nó chạy ra các bạn. Này mình đi có con chó mình theo nữa các bạn. Nó sau lưng mình nè. Xe nút xe cuốc gọn không, xe cuốc mini nha các bạn, để múc mương với tém mấy cái bờ gì nữa các bạn. Chỗ nhỏ là cho chuột ít có phá thấy nha các bạn, để bờ to quá cái chuột có phá. Ê. Nó chụp chuột cái đó đó các bạn. Xe cuốc lại nó không chịu chạy nữa. Trời chụp nhái. Dính con chuột rồi bạn ơi. Chó giặt cái nào bạn. Chuột nó xuống mương đó các bạn ơi. Để mình quay rồi mình bắt nghe các bạn. Anh múc quá lẹ các bạn ơi.
Video mình đến đây xin tạm dừng các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Mình bắt cái dạng chuột về ăn các bạn. Chỗ này đâu có đi ra chợ mua cá mắm gì được nha các bạn. Các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để xem tiếp những video tiếp theo nha.